Mà cái thư đâu? Chưa xuống ăn cơm à? Con gái yêu của bố đây. Thôi. Có phải là bố mình vừa gọi mình không nhỉ? Khẽ thôi, bố phát điên lên mất. Chị có thể tiết chế mấy câu nghe nó rùng mình không? Mày thôi nói mấy cái câu làm người ta tụt mút đi nhá. Tao tình cảm với bố tao thì làm sao? Còn hơn mày, mặt như mâm. Chị đã nấu cơm rồi, thế không đứa nào chịu chia bát chia đũa mời bố ăn cơm à? Để em chia. Tí chị rửa bát. Bố, việc mà con nhờ bố nói với bác Luật ấy, bác ấy bảo sao hả bố? Bố bảo con để con biết đường con đi xin việc chỗ khác. Bố thấy tình hình cũng căng. Căng ạ? Ừ. Bác Luật dặn bố rất kỹ là nếu ở nhà mà em con đã chia bát rồi thì tí con sửa bát. Bố ơi. Bố ơi, không phải nhờ vả ai đâu. À? Bếp của Huệ đang thiếu chân zipper kìa. Đi ra đấy làm đi, có chị có em cho vui. Quên nào? Đi. Không, chị Huệ nói đúng. Thứ nhất là trông con cũng được. Thứ hai là con có giọng nói là đầu phố cuối phố nghe thấy. Bố ơi, giao hàng giống như ngày xưa. Ai bếp của Huệ đúng đây? Đúng rồi, chuẩn luôn. Bây giờ mọi người có gì thẳng con nhỉ? Chuẩn mà. Được đấy. Giá như mà mày quan tâm đến công ty của gia đình như là quan tâm đến cái màn hình điện thoại này này thì phúc cho bố mẹ quá. Anh đi ăn. Bố ơi, đâu phải lúc nào trong điện thoại cũng toàn là những thứ vô bổ đâu. Đôi lúc nó là bạn bè nè, công việc nè, và kể cả mối quan hệ xã hội nữa. Nếu như trong cái tin nhắn của điện thoại của mày vừa rồi ấy, nếu không liên quan đến gái gú thì tao là con mày. Bố. Thôi, con xin rút kinh nghiệm lần này. Mời bố ăn miếng cà để bớt nhăn nhói cuộc đời nha bố. Đúng là bố nào con đấy. Không chọc nhau tức điên lên là không vui đâu ha. Tại vì bố con dễ thương đáng yêu mà. Ăn đi. Được không? Con gái quý như rượu mơ, bố chẳng có gì ngoài ba đứa. Coi như là ba bình rượu mơ quý. Bác sĩ. Này. Xin bố. Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi các con ạ. Con nghĩ không chỉ rượu đâu bố ạ. Bất cứ cái gì tốt đẹp trên cuộc đời này cũng chỉ dành cho những người xứng đáng thôi. Chuẩn luôn. Em lớn rồi mà. Chúc mừng sinh nhật chị yêu nhé. Cảm ơn sinh nhật. Không mời bố, em mời cả nhà. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nào. Bố, nhà mình uống rượu đi. Không được, đang bầu bí. Thôi, uống một tí có sao đâu. Này, không về cho nhịn luôn. Nào. Một tí nhá. Vâng. Thế uống ạ? Nào. Uống, con không uống. Thôi. Con vậy. Rồi. Con một ít. Úi tui tui. Chỉ uống ít rồi đấy. Nào. À, nhưng mà chúc cái gì bây giờ nhỉ? Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình là chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Không nhiệt tình là chơi một mình. Chơi một mình là chơi thế nào? Chơi bốn mình là chơi cả gia đình. Đúng.